Khi thực hành thiền tâm từ được một thời gian dài, 3 đến 4 năm chẳng hạn, mà đối tượng người kính trọng chết thì phải làm sao? Có ảnh hưởng gì đến công phu trước đó không? Có phải làm lại từ đầu không? Xin thưa là nếu như người đó chết thì mình chỉ đơn giản là mình đổi sang đối tượng khác thôi. Giống như là mình đang ở dưới một cái bóng cây, mà một hôm thì cái cây đó nó gãy, thì mình chỉ đơn giản là mình đổi qua cái cây khác. Đơn giản thế thôi. Và nó cũng không ảnh hưởng đến cái tiến độ. Như trường hợp của một vị tỷ kheo, vị đó rải tâm từ đến người thầy của mình và đi đến tam thiền. Trong một hôm thì vị đó rải tâm từ đến thầy của mình mà không thể đi vào trong các tầng thiền được, thì vị đấy mới đi đến hỏi, thì được khuyên là hãy đi tìm cái người thầy. Khi tìm tới nơi thì biết thầy mình đã mất rồi. Thì như vậy thì vị đó chỉ đơn giản là đổi sang đối tượng khác thôi, không có vấn đề gì. Hơn nữa, khi quý vị thực hành thiền tâm từ mà cái năng lực từ tâm của quý vị nó trở nên nó tương đối khá, khá bao nhiêu thì khó nói, nhưng mà nó sẽ có một số trường hợp nó giống như là có cái mối liên kết giữa mình và cái người mình rải tâm từ. Ví dụ như có trường hợp một vị, khi mà vị đó rải tâm từ đến cái người có ơn với vị đó, thì vị đó rải hết cả 10 phương, thì khi mà đến một hướng thì vị đó cảm thấy là cái tâm từ của vị đó đối với cái hướng này nó mạnh mẽ hơn. Và sau khi mà kết thúc và cái thời thiền thì vị đó mới liên hệ hỏi là cái người mà có ơn với vị đó ở cái hướng nào, cái nhà ở địa chỉ nào, lúc đó đang ở đâu, thì người ta nói và vị đó tìm nhìn trên bản đồ thì đúng là cái hướng đó. Cái người đó lúc tại thời điểm họ đang ở cái hướng đó, cho nên là vị đó khi rải tâm từ đến người đó thì cái tâm từ đến cái đối tượng đó nó mạnh mẽ hơn, còn rải những cái phương khác nó trở nên nó bình thường. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền tâm từ mà rải đến một đối tượng, giữa chúng ta và đối tượng có cái mối liên kết bằng tâm từ, giống như là người mẹ mà với con vậy,